Đỗ nhân xin kính chào của khách. Hôm nay ngày mùng 3 tháng 6 năm 2019 thì nhân xin trân trọng giới thiệu chiếc tủ rượu góc được làm bằng chất liệu gỗ hương đỏ của Lào, góc vuông 60. Và sản phẩm này thì nhân đã hoàn thiện xong con cái ly để chuẩn bị bàn giao cho một anh khách hàng ở Sông Lô, Vĩnh Phúc. Trước khi đi hoàn thiện thì nhân hoàn thiện xong thì nhân sẽ quay một clip ngắn để giới thiệu cho anh khách hàng tại Vĩnh Phúc, anh không về tận nơi xem được, có thể xem qua màn hình. Cái tủ rượu góc gỗ hương đỏ của Lào, chất gỗ rất là đều màu, toàn bộ là được hoàn thiện theo cổ truyền nói cho đi. À sĩ ơi, tiện lấy cái khoan cái móc ở cái ngăn kéo, lấy khoan này. Đây là chiếc tủ rượu góc gỗ hương đỏ Lào, góc 60, đã được hoàn thiện xong một vân đi để chuẩn bị bàn giao cho khách hàng tại Vĩnh Phúc, Sông Lô Vĩnh Phúc. Tất cả được đường nét đục chạm mà đều được đục, phần trên này đục bằng tay và phần dưới này đục CNC sửa tay, để làm chất liệu gỗ hương đỏ của Lào. À, toàn bộ cái phần dưới này là đục chặt gấm, và xung quanh là đục CNC. Và ngoài cái mẫu tủ rượu góc gỗ hương đỏ Lào ra thì luôn còn sản xuất bằng gỗ gõ, gỗ gụ và gỗ hương đá Nam Phi. Và ngoài kích thước là tủ 60 ra thì còn làm tủ 70, 80 và 65, 75. Và rất nhiều những tủ khác đang trưng bày tại đồ gỗ nhân cơ sở 2, tại cơ sở 1. Tại cơ sở 1 ở Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội, và tại cơ sở 2 là số nhà 71 ở 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Đây là chiếc tủ rượu góc gỗ hương đỏ Lào đã được hoàn thiện xong phần vân đi, chuẩn bị bàn giao cho một khách hàng ở Sông Lô, Vĩnh Phúc. Và tủ rượu góc gỗ hương đỏ Lào thầy Luân bán với giá là 17 triệu bao ship vận chuyển 100 km, 17 triệu. Và tất cả các cái hàng này của thầy Luân là không có một tí rát nào cả, bảo hành trọn đời. Và riêng cái mẫu tủ góc thì làm cao hơn các hàng phổ thông hàng chợ độ khoảng 10-15 phân từ mặt đất lên. Và toàn bộ gỗ chọn rất là đều màu, rất là đẹp. Giá bán là 17 triệu, bao ship miễn phí 100 km tại xưởng. Còn quý vị nào về tận nơi chở sẽ bớt được một số, một ít tiền vận chuyển. Và ngoài mẫu ra chúng tôi còn rất nhiều mẫu tủ góc khác cũng làm bằng chất liệu gỗ hương đỏ Lào, gỗ gõ và gỗ gụ. Quan cùng quá.